Không cho vợ về ngoại ăn Tết, chồng có thể bị phạt. Dù xã hội đã phát triển và văn minh, nhưng đến nay vẫn còn những người đàn ông gia trưởng không muốn vợ con về bên ngoại ăn Tết. Hiện pháp luật đã có mức phạt lên đến 10 triệu đồng nếu chồng không cho vợ về quê ngoại ăn Tết. Theo khoản 1 điều 55 Nghị định 144 năm 2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống bạo lực gia đình, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi: cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó. Luật sư Lê Minh Trường, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, cũng tại Nghị định 144 năm 2021, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, lăng mạ, chỉ trích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. Ngoài ra, cá nhân không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc, không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp lành mạnh cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.